Hi, xin chào các bạn, tiếp tục với phần nhận diện các phát âm của từ các bạn nhé. Rồi, nhìn vô là chúng ta thấy hôm nay chúng ta sẽ học cái cách phát âm gì đây? QU như thế nào? Cái này á, các bạn miền Bắc mình thì đọc rất là ngon rồi, rất là tuyệt vời rồi. Nhưng mà đối với các bạn miền Nam và miền Tây á, cực kỳ khó, bởi vì các bạn biết cái từ từ gì con quỷ nè, thì các bạn miền Nam sẽ đọc là con quỷ đó. Ví dụ vậy, ví dụ chẳng hạn như là quần áo thì các bạn miền Nam sẽ đọc là quần áo, đúng không? Ví dụ là quỷ quái thì các bạn miền Nam mình sẽ đọc là gì đây? Quỷ quái. Thế cho nên á, mà cái âm này ha, nó sẽ phát âm là khùa, tức là chữ chữ K này ha, là k, mình bật hơi ra một cái, và chữ V kép là chữ W, vậy vậy ghép chung lại sẽ là khùa. Nhanh đọc nhanh sẽ là gì đây? Khùa ha các bạn ha. Vậy thì cũng không giống, cũng không có khác lắm với các bạn miền miền Bắc của mình. Các bạn miền Bắc mình đọc là cùa mà, thế cho nên là các bạn chỉ cần bật cái hơi ra một cái khùa thì nó sẽ ra luôn. Nhưng mà các bạn miền Nam làm rất là khó, bởi vì đọc là con quỷ, quỷ quái, quần áo, quen rồi, nên các bạn hay đọc, có thói quen đọc là win hay là wick hay là vậy, hay là swear kiểu vậy, thì nó sẽ nó không đúng nha các bạn nha. Cái này thì mình phải đọc theo kiểu của các bạn miền Nam rồi, sorry, các bạn miền Bắc rồi. Mà nói sao nhỉ, thật sự là để kiểu như là để mình đọc được như vậy nó không hề dễ tí nào hết đó. Kinh nghiệm dạy học cho Huyền thấy là các bạn miền Nam và các bạn miền Tây học rất là nhiều khó khăn. Vậy thì để gặp được cái âm, đọc được cái âm này mà đúng á, thì tốt nhất là các bạn nên đọc theo âm của chữ C á, trong tiếng Việt của mình, như là từ cái cưa các bạn ha. Bởi vì cái cưa á, mặc dù là chữ C nhưng mà cái âm của nó phát ra cũng là chữ k như thế này các bạn ha. Thì các bạn đọc là cái cưa nhá, xong rồi bây giờ các bạn bật cái hơi ra để cho nó giống giống cái âm của tiếng Anh này nè, cái cưa. Đó, đó chính là chữ 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 khờ các bạn ha. Sau các bạn thêm chữ V kép vô đó, khùa. Đó, khờ, khờ. Đọc nha, đọc như kiểu là bàn cờ đi ha, cờ. Sau mình bật hơi ra khờ. Sau bây giờ mình thêm vần u vô, khùa. Bởi vì V kép là u ờ mà, ùa. Đó, sau mình đổ vô, khùa. Ha, bật hơi nhá, khùa. Vậy, chính là cái âm này nè. Vậy cái này sẽ là khùa, queen. Đó, queen. Queen nghĩa là gì đây? Nữ hoàng ha, hay là kiểu hoàng hậu cũng được. Cái này sẽ là gì đây? Quick, khùa mà ha. Quick, quick nghĩa là gì đây? Nhanh ha, nó giống như từ fast. Từ này sẽ là từ gì? Quality, quality nghĩa là chất lượng, phẩm chất ha. Cái này sẽ là gì đây? Quarter, khùa ha. Nhớ bật hơi ra chữ cờ và bật hơi ra khùa. Quarter, quarter có nghĩa là một phần tư các bạn nhé. Ví dụ một phần tư của một tiếng thì sẽ là 15 phút, đúng không? Một phần tư của một năm thì sẽ là một quý, kiểu kiểu như vậy ha. Thì các bạn cứ nhớ là một phần tư nha, quarter, và nhấn vào âm một ha. Quarter thì chữ T không được nhấn, thì mình đọc như chữ D nhẹ cũng được, quarter ha, quarter. Và từ cuối của mình sẽ là từ gì? Request. Request nghĩa là gì đây? Nghĩa là yêu cầu, đề nghị, thỉnh cầu kiểu vậy ha. Lại lần nữa nha, nhớ bật chữ cờ mặt, khùa ha, khùa. Queen, queen. Quick, quick. Quality, quality. Cái này sẽ là gì? Quarter, quarter. Này sẽ là gì? Request. Sẽ tờ ở cuối nha, request. Rồi, bây giờ đối chiếu với phiên âm quốc tế nào các bạn. Đúng chưa? Đều là cây và V kép nha, khùa. Queen, queen. Quick, quick. Quality, o ngắn nha, quality, quality. Cái này o dài nè, o. Quarter, quarter. Request, request. Ok, that's all, goodbye.